Thưa quý vị, với chủ đề kết nối hai quốc gia, kết nối hai nền văn hóa, ngày hôm nay tại Hà Nội thì Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán đã phối hợp với Trường Đại học Đại Nam tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản lần thứ 9. Sự kiện không chỉ giúp các bạn trẻ Việt Nam tìm hiểu về đất nước, con người, văn hóa và ẩm thực Nhật Bản mà còn là cơ hội để tìm kiếm các cơ hội du học cũng như là việc làm tại xứ sở Hoa Anh Đào. Thưởng thức bánh rán, sushi, những món ăn truyền thống Nhật Bản, tìm hiểu ý nghĩa của nghệ thuật thư pháp Nhật Bản hay là trải nghiệm trang phục kimono truyền thống của người Nhật. Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản năm nay đã thu hút hàng nghìn người tham gia, trong đó phần lớn là các bạn trẻ. Thì em thấy là Nhật Bản có rất nhiều cái hay và mình đáng để trải nghiệm. Con người ở nơi Nhật Bản thì họ rất là thân thiện. Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi Miss and Mr. Sakura 2019 với giải nhất là chuyến du lịch tại Nhật Bản. Không chỉ trình diễn trang phục truyền thống hai nước, các thí sinh còn thể hiện kiến thức về văn hóa Nhật Bản thông qua phần thi hỏi đáp. Tới đây, các bạn trẻ còn có cơ hội tiếp cận nhiều thông tin bổ ích về du học, việc làm tại Nhật Bản. Điều mà chúng tôi muốn gửi gắm thông qua lễ hội này đó là giúp các bạn trẻ Việt Nam hiểu hơn về văn hóa Nhật Bản, yêu thích học tiếng Nhật. Chính các bạn trẻ sẽ là cầu nối để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai đất nước chúng ta. Lễ hội văn hóa Nhật Bản không chỉ mong muốn mang ngôn ngữ Nhật Bản đến với sinh viên Đại Nam mà còn mong muốn không chỉ sinh viên Đại Nam mà sinh viên cả nước tiếp thu được cái văn hóa của người Nhật Bản, đó là sự lao động bền bỉ, kiên cường và tình đoàn kết của người Nhật đã làm cả thế giới ngưỡng mộ. Những tà áo dài truyền thống Việt Nam một lần nữa làm say lòng các bạn Nhật Bản bởi vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng của người phụ nữ Việt. Lễ hội cũng là dịp để giới trẻ Việt Nam phô diễn nét đẹp văn hóa, qua đó thêm yêu và tự hào về bản sắc Việt.